nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia mạnh mẽ vào chuỗi sản xuất cung ứng, phân phối hàng hóa toàn cầu, khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam. Mới đây, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị triển khai đề án thúc đẩy doanh nghiệp tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2030. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục nỗ lực phát triển mạng lưới các đối tác chiến lược của đề án, đặc biệt là các hãng phân phối bán lẻ đang có hiện diện tại Việt Nam hoặc quan tâm tới chuỗi chuyển dịch cung ứng sang thị trường Việt Nam, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các địa phương, hiệp hội ngành hàng nhằm lựa chọn đội ngũ doanh nghiệp nòng cốt để đưa vào hỗ trợ trong các hoạt động của đề án, nghiên cứu, xây dựng, đề xuất những chính sách phù hợp, thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào hình thức xuất khẩu trực tiếp nhiều tiềm năng này. Tại hội thảo, các tập đoàn phân phối đều bày tỏ luôn sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp, hiệp hội, các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam để xây dựng nguồn cung phong phú, lâu dài, bền vững và có sức chống chịu cao trước mọi biến động của thị trường. Các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp cũng đưa ra những kiến nghị cụ thể về phương thức triển khai trong thời gian tới để đề án đạt được hiệu quả cao nhất. Với sự phối hợp bài bản và hiệu quả của các bên tham gia, đề án được kỳ vọng sẽ xây dựng được đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam vững mạnh, có khả năng thâm nhập ngày càng sâu vào hệ thống phân phối của khu vực và thế giới.